làm giả căn cước công dân, sổ đỏ, bằng đại học, bán cho hàng trăm người. Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã làm rõ hai đối tượng làm giả giấy tờ, bằng cấp, bán cho hàng trăm người ở nhiều địa phương trên toàn quốc. Ngày 11 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Giản Viết Quảng, sinh năm 1990, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Đặng Quốc Vương, sinh năm 1994, trú xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Trước đó vào ngày 2 tháng 9, kiểm tra tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, công an phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giản Viết Quảng đang thực hiện hành vi làm giả 100 giấy tờ gồm các loại bằng cao đẳng, cà vẹt xe máy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khoảng 300 người tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đối tượng đã bán các giấy tờ nêu trên cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng. Mở rộng điều tra, ngày 4 tháng 9, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam phối hợp công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám xét, bắt giữ đối tượng Đặng Quốc Vương, đối tượng cầm đầu đường dây mua bán giấy tờ giả này. Qua trích xuất dữ liệu điện tử, công an thu giữ gần 5.000 trang tài liệu với khoảng 300 giấy tờ. Tài liệu giả gồm chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ô tô, xe máy, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 46 phôi giấy phép lái xe dạng thẻ nhựa, 66 phôi căn cước công dân dạng thẻ nhựa, 11 căn cước công dân giả, 4 chứng minh nhân dân giả, 7 giấy phép lái xe giả đã in thông tin, 598 tem bảo mật các loại, các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, một dấu để đóng dấu nổi chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu khác. Đặng Quốc Vương khai nhận, từ đầu năm 2020 đến nay, Vương đã mua máy tính, máy in và các thiết bị cần thiết về in ấn các loại giấy tờ, tài liệu giả và giao bán trên mạng. Trong số này, có nhiều giấy tờ, tài liệu giả làm theo yêu cầu của Quảng. Sau khi làm xong giấy tờ giả, đối tượng đã bán cho những người đặt mua với tổng số tiền 350 triệu đồng. Đặc biệt, Vương còn sử dụng các giấy tờ giả để đăng ký số điện thoại, tài khoản ngân hàng, nhằm che giấu nhân thân của mình. Quá trình điều tra, công an đã thu giữ công cụ, phương tiện phạm tội, các tài liệu thể hiện hành vi phạm tội của các đối tượng. Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.